Chị xin lỗi em Lộc nhá. Đây chị cho em Lộc con gà này. Chị lớn mà chị hư lắm nhá. Không biết để phần cho em. Chị xin lỗi. Lộc TiVi, hãy ấn vào đăng ký để theo dõi. Chị bỏ ra. Đưa đây, xúc xích của chị. Xúc xích của em. Đưa đây, của em à. Tú mua cái gì mà ngon thế kia? Đợi chị với. Ngon thế nhỉ? Ngon rất nhạy luôn. Ngon thế nhỉ? Dẻo. Ngon. Và tất cả các bạn. Ngon. Ngon. Ngon thế nhỉ? Ngon. Mất tích cực bạn. Một đũa nhỉ. Cái mềm mềm lâu này, nó thơm, nó ngon, mềm, ngon. Wow. Kẹo dẻo. Mỗi bằng này chị không biết phần cho ai. Ơi này, để đây quần ăn chung chứ đừng lại. Em Lộc ơi, chị cho em cái này này. Ui, ngon thế. Ngon không em? Em có. Này em tục kêu. Này, đang ăn mà em chạy em đi ăn một mình à? Thế chị không biết phần cho em Lộc à? Ồ. Thôi rồi. Nãy giờ đồ ăn ngon quá cho nên là chị quên mất phần em Lộc. Chị xin lỗi em Lộc nhá. Đây chị cho em Lộc con gà này. Chị lớn mà chị hư lắm nhá. Không biết để phần cho em.
chị xin lỗi. Ăn cả ba con gà cùng một lúc luôn. Có ngon không em? Em có. Đây thì em ăn xúc xích đi này. Thế nào, ngon không nào? Em có. Đúng món tủ của em Lộc luôn các bạn ạ. Đấy các bạn ạ, vừa nãy là do mình quá tham ăn, cho nên là tí nữa quên mất phần của em Lộc luôn. May là có em Tú chứ không là mình ăn hết rồi đây. Vậy cho nên các bạn khi ăn, có em nhỏ thì hãy nhớ để phần cho các em lại nhé. Và các bạn đã xem video, đừng quên nhấn like, đăng ký, rung chuông và chia sẻ để đón xem những tập mới nhất của Lộc TiVi nhé. Chào các bạn. Lộc TiVi, hãy ấn vào đăng ký để theo dõi.